Chào mừng các bạn đến với sản phẩm Smart Home nhé. Này Smart Home giới thiệu cho các bạn về một cái mạch rửa tay sử dụng pin. Đây là pin 2S nhé. Sử dụng hai viên pin đóng nối tiếp với nhau. Đấy, đã xả sạc bằng 2A. Đấy, sạc thì mình đây có một đầu ra này. Đấy, và một đầu vào này. Đấy, mạch có bảo vệ nhé. Còn với sạc thì mình sẽ dùng sạc này 8.4V 2A. Thì các bác có 1A cũng được, dùng 1A hoặc là dùng 2A. Bên mình thì chỉ có 2A thì mình dùng 2A. 1A thì sạc sẽ lâu đầy hơn, còn 2A sạc thì thời gian sẽ nhanh đầy hơn thôi. Thường thì mình sạc cái viên này nếu mà nó rút về khoảng 36V thì sạc được tầm 4 tiếng. Đối với 2A này. Đấy, ok, đây là mạch điều khiển này. Mạch này thì chạy được 5-12V. Đây là điện trở thay đổi thời gian này. Ở đây là module hồng ngoại này. Mạch này thì lắp được module hồng ngoại này, cảm biến chạm này, và cảm biến khoảng cách này cũng có thể lắp được nhé. Đấy, quý màu dây là được. Nâu là VC này, xanh dương RD này, đen là trigger data này, tích này. Mạch mình có ký hiệu hết trên này rồi. Đấy, trigger kích mức thấp này, tức là mình phải chọn các cái con cảm biến có ký hiệu là NPN nhé. NPN thì khi có vật cản thì nó sẽ là 0V. Rồi ok, máy bơm này. Máy bơm này là 3-6V, chạy F thì 7-8V mình chạy được. Đấy, còn bác nào mà muốn nó chạy chuẩn 6V thì nếu mà dùng pin này. Nếu mà muốn chạy chuẩn 6V thì lắp cho em 3 con diode M1N407 nối tiếp vào đây để nó cảm. Một con diode thì nó được 0.7V, thì ba con tầm 2.1V thì lắp vào đây cản. Đấy, thì nó sẽ cản cho máy bơm chạy được khoảng 6V. Còn nếu mà các bác muốn khỏe vẫn đến nguyên thì nó sẽ chạy 12 hoặc 84V lúc mà pin đầy này. Đấy, thì nó sẽ chạy 84V, thì con này nó sẽ chạy F. Chạy F thì nước ra sẽ mạnh hơn, thì tất nhiên về máy bơm thì nó sẽ phải chạy F rồi. Đấy, tùy vào tần suất. Còn muốn hạn chế, không muốn cho chạy 84, muốn chạy đúng điện áp của nó theo nhà thông số cung cấp thì 6V, thì cứ lắp cho em 3 con diốt mới tiếp nhé. Bây giờ em thử test này với module cảm biến hồng ngoại nhé. Đấy, ở đây nó đang pin em vừa ấy sạc đầy cho nên nó sẽ kêu rất là to, bởi vì là điện áp nó đang chạy 84 chạy ép, nhưng mà về chạy ít thì không vấn đề. Các bác có hiệu hoặc là rửa tay chạy nó luôn là khá là ổn. Ứng dụng này thì chủ yếu là rót rượu vào rửa tay. Đấy, còn nếu mà muốn hạ áp cứ làm thêm 3 đũa nối tiếp vào đây 1N407 thì nó sẽ cảm được khoảng mấy vô đấy, thì là ok thôi. Đây, tăng thời gian này. Đấy, đó là hồng ngoại nhé. Tiếp tới cảm biến chạm ngoại, hồng ngoại cảm biến chạm thì khi mà mình chạm tay vào cái đèn này nó sẽ tắt đi. Mạch này thì dùng được cả cho máy bơm chìm nhé, máy bơm nối nhé. Đấy. Sản phẩm này làm chủ yếu là để cho các bác về chế đi qua bình rót rượu là nhiều. Dùng máy bơm, muốn dùng máy bơm nổi thì nhiều bác bảo là máy bơm chìm thì nó không có vệ sinh, hơi mất vệ sinh, nên là muốn dùng máy bơm nổi để trên hút vào thì nó sẽ sạch hơn đấy. Thế thì mình nhập cái máy bơm này. Đấy. Còn nếu mà làm ứng dụng rửa tay thì cũng được. Dùng pin thì nó sẽ được thời gian lâu, cũng khá là lâu. Pin này mình đang đóng pin 2000 mAh hết. Đấy, mà tần suất dùng ít thì cũng phải được 2 tuần, bởi vì mạch này nó phải chạy được là khoảng 5V4 nó vẫn còn chạy được, mà mạch này xả từ 84-72. Đấy, ok. Đây có cảm biến này nhá, em chỉ có cách đốt cảm biến này nhá. Đấy, thì trên mạch này
Đây trên mạch này có chân 5V GND Trigger này. Đấy. 5V thì các bác đấu vào chân nâu này. Đấy. GND đấu vào chân xanh này. Đấy, và đen này đấu vào Trigger. Đấy, y hệt như này. Đúng theo nó cầm. Đấy. Còn nào mà bác nào mà cần con diốt thì có thể liên hệ trực tiếp với em nhé, bởi vì em bán thì không cần diốt đâu, thì diốt thì nó cũng nhỉ nhằng lắm, nên là bác nào mà cần diốt thì cứ inbox, cần nếu mà lấy số lượng ít thì 1-2-3 con thì em cho, chứ còn không em không bán được kiểu cứ một sản phẩm lại kèm mấy con diốt, bởi vì em thấy nó chạy nó cũng không ảnh hưởng lắm, nhưng mà nhiều bác thích chạy theo kiểu như thế thì em tư vấn thêm để hạ áp thôi. Đấy. Còn bình thường thì em làm nhiều về động cơ thì thấy chạy quá áp lên 1-2V nó không vấn đề đâu, chạy ngon bình thường. Khi chạy như thế thì máy bơm nó cũng khỏe, nước ra khỏe hơn. Đấy. Chạy thêm 1-2V không vấn đề gì cả, bởi vì thông số của con này là 3-6V theo nhà cung cấp, mà mình chạy lên khoảng 8,4 thì lúc mà sụt áp thì ít các kiểu nữa cũng còn 8V, min nhất là còn 7V đúng không, thì lệch khoảng 1V hơn gần 2V thôi. Đấy, thì đấy là em tư vấn cho con diốt. Ok, cảm ơn các bác đã theo dõi video.